Thưa quý vị, càng đến sát Tết thì các vụ tai nạn do nổ pháo xảy ra càng nhiều. Chỉ trong ngày hôm qua đã xảy ra liên tiếp 3 vụ nổ khiến 3 người tử vong và nhiều người khác bị thương. Ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Đồng Nai, nguyên nhân ban đầu đều nghi là do các nạn nhân đã tự chế pháo nổ. Chiều qua, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân vụ nổ tại căn nhà thuộc khu phố 7, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa khiến một nam thanh niên tử vong tại chỗ. Nhân chứng tại hiện trường cho biết, vụ nổ xảy ra vào lúc 14 giờ tại căn nhà do anh Tạ Văn Minh, 30 tuổi, thuê để làm nhà kho chứa ve chai. Sau tiếng nổ, mọi người xung quanh chạy đến thì phát hiện ra anh Tạ Văn Minh đã tử vong. Điều tra tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong có thể là do áp lực của vật nổ, nghi là pháo tự chế. Tối cùng ngày, tại xã Bùi Xá, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xảy ra một vụ nổ làm một người chết và 4 người bị thương. Nạn nhân tử vong là Đặng Bảo Long, 15 tuổi, 4 người bị thương, tuổi từ 15 đến 46. Nguyên nhân là do trộn thuốc nổ để làm pháo. Trước đó vào ngày 0 giờ ngày 29 tháng 1, một vụ nổ xảy ra trong một ngôi nhà tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã làm chết một học sinh. Cơ quan chức năng cũng nghi ngờ nguyên nhân tử vong là do nổ thuốc pháo. Đừng đưa em lên.